Em tên là Phùng Trang Linh, em đến từ nước Việt Nam ạ. Thì lúc lớp 3 thì có một thầy thể dục ở trường em đã giới thiệu môn thể thao này và em đã bắt đầu khám phá chơi. Từ lúc em chơi bóng rổ thì em thấy là em chạy nhanh hơn, chiều cao em cũng tăng lên, sức khỏe cũng vui, bền hơn và được chơi với bạn bè vui vẻ. Thì em là người duy nhất trong gia đình chơi ạ. Mỗi lúc rảnh thì em thường rủ các bạn đến sân chơi để tập luyện. Em thường tập ở sân Time City với cả các bạn. Ở đấy thì có nhiều sân thì đánh lúc nào cũng được. Em thấy các coach khen em chuyền tốt với cả là dẫn bóng tốt. Em hay chơi với đội tuyển trường. Đội em thì cũng có vài bạn ở Junior NBA All-Star Việt Nam. Mấy bạn đấy chơi cũng rất tốt. Thì sau khi em được vào All-Star của Việt Nam thì hàng ngày em thường mang bóng với cả đi theo các bạn ra sân Time City chơi, tập luyện khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Em sẽ muốn thể hiện các kỹ năng của mình và chơi hết sức mình với cả tất cả các bạn. Việc đại diện Việt Nam làm em cảm thấy rất là tự hào và giúp em có động lực để đấu hay hơn. Em cảm thấy rất là vui tại vì hôm nay cũng học được rất là nhiều kỹ năng và được chơi nhiều game rồi. Các bạn nói đấy, chúc mừng em vì em đã vào được top. Em hay làm trò hề ạ. Ước mơ của em là đi du lịch khám phá thế giới ạ. Play like a star.